quy từ phương trình muốn ẩn đến phương trình hai ẩn được, tức là sự tương đương. Không phải tương đương, mình đặt làm quy tầm nhất hệ số đúng không? Ờ anh biết, nhưng mà cái vấn đề đấy anh nghĩ là một vấn đề toán học nó không không phải là quá phức tạp. Đơn giản, nó đơn đúng giản rồi, đấy. 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 Nhưng mà ý anh quan tâm là ngoài cái sáng tạo là như cái ví dụ đấy còn còn cái nào khác không, anh có thể nói một cái khác. Sáng tạo hơn, tức là ý anh nói là cái số đếm này ngoài ứng dụng cho các bài tập như thế thì anh thì nó ứng dụng cái gì chứ không á? Ừ, nó có một cái gì sáng tạo. Nói chứ, bây giờ anh cứ tưởng tượng nha, bây giờ anh cứ tưởng tượng này. Nếu mà anh nhớ hóa thì anh sẽ thấy là khi mà chúng ta đặt dùng pháp trung bình á, thì chúng ta đặt ví dụ là hỗn hợp x còn có bốn chất, trong có chất trung bình là cx cách yoz, đúng không? Nhưng mà anh không bao giờ anh biết là tại sao mình đặt cx cách yoz mà mình lại tìm được cụ thể x, y và z. Và có những trường hợp thì mình không thể tìm được cụ thể x, y và z, mình chỉ tìm được cụ thể x thôi, còn y và z là một cái phương trình của nó, là không tìm được, đúng không? Như vậy thì nhờ số đếm mình có thể biết được đấy. Có nghĩa mình đặt cx cách yoz có nghĩa là mình có ba ẩn số. Như vậy nếu bây giờ mình đếm trong bài của bài toán có ba dữ kiện thì chắc chắn là mình tìm được cụ thể x, y và z. Còn nếu giả sử đề bài chỉ có hai dữ kiện, điều đó chứng tỏ là mình phải tìm cách đặt khác, không phải dùng trung bình như vậy. Đấy là một kiểu. Còn kiểu thứ hai, ví dụ chẳng hạn là một đề bài nó cho anh gọi là ba chất, nhưng mà cái tính chất hóa học nó rất tương tự nhau, thậm chí là cùng một thức phân tử, thậm chí có cùng phân tử khối, đúng không ạ? Bây giờ nó cho anh ba dữ kiện, thì thông thường các em làm thì các em sẽ cảm thấy tại sao đề bài nó lại cho các chất giống nhau như vậy, tương tự như vậy? Thì chúng nó ngồi nó nghĩ bảo toàn e và toàn khối lượng trung bình rất đặc. Trong khi đó nếu nó biết số đếm, nó biết là có ba dữ kiện chắc chắn phải là có ba ẩn số, như vậy thì không cần phải nghĩ cái gì cả, chỉ đặt a, b và c và giải đi kiến thức lớp 8 thôi. Ok, cho anh ngắt một chút nào. Cái mà em bảo là cái cách trước ấy, mà trước thì đấy, em nói cái phương án vừa xong ấy, thì là đặt cách khác là anh quan tâm là cách như thế nào? Đặt cách khác đấy sao? Tức là em bảo là